Rồi, hello mọi người nha. Việt Lao TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người ha. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách hỗ trợ từ xa ha. Hay còn gọi là remote support á. Thì ví dụ đơn giản như chúng ta đang sử dụng cái máy vi tính nè. Chúng ta gặp một vấn đề gì đó khó khăn chúng ta không thể khắc phục được ha, hoặc là chúng ta không biết sử dụng cái tính năng gì đó, thì chúng ta có thể nhờ một người khác, có thể người bạn chúng ta ở phía nơi khác ha, thông qua mạng internet sẽ hướng dẫn chúng ta khắc phục sự cố cho chúng ta. Thì cái đó gọi là hỗ trợ từ xa ha, remote support. Thì cái nguyên tắc hoạt động nó đơn giản lắm, nghĩa là trên máy chúng ta sẽ cài một cái phần mềm, rồi trên máy bạn chúng ta cũng sẽ có một phần mềm tương tự ha. Ở đây mình sẽ gửi cái username và password qua cho người bạn bên kia, người ta sẽ kết nối vào cái máy của mình ha. Người ta sẽ hỗ trợ cho mình. Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người ba phần mềm ha, chuyên làm cái nhiệm vụ là hỗ trợ từ xa ha. Phần mềm đầu tiên thì có tên là Team Viewer ha. Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tải phần mềm này về và cài đặt ha. Rồi đây mình vô Google để cho nó chính xác ha. Team Viewer. Rồi đây mình vào trang web của Team Viewer ha. Mình bấm Download for free. Đây là mình sẽ tải cái phần mềm này về và mình sẽ tiến hành cài đặt ha. Dung lượng là 21,8 MB. Rồi giờ mình sẽ tiến hành cài đặt ha. Rồi chúng ta chọn Basic Installation ha, chọn Personal đi, nghĩa là không có thương mại ha. Ở đây là chỉ dùng dạng cá nhân thôi. Accept. Rồi chúng ta chọn Yes ha, đồng ý ha. Đây, phần mềm này sau khi chúng ta cài xong là nó nằm ở đây ha mọi người, Team Viewer nè. Đó, khi chúng ta muốn nhờ người khác hỗ trợ thì chúng ta sẽ chạy phần mềm này lên. Thì nó hiện lên cái cửa sổ này ha. Đồng thời có như này gọi là UID hay gọi là username đó. Này password ha. Mình gửi cái này cho người ta thì người ta sẽ kết nối được vô cái máy tính của chúng ta và người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta ha. Và khi nào mình không cần thì mình tắt nó đi là người ta sẽ không kết nối được. Cái này chúng ta có thể gọi điện thoại nè, đọc hoặc là chụp hình gửi qua Zalo hoặc là gửi mail ha. Rồi đây mình giờ mình không muốn cho người ta kết nối nữa, mình sẽ tắt. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người phần mềm thứ hai ha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người phần mềm mà hỗ trợ từ xa thứ hai ha. Tương tự Team Viewer. Là tại sao mình hướng dẫn phần mềm thứ hai thứ ba là có đôi khi cái phần mềm Team Viewer nó hoặc là những phần mềm khác á, nó bị lỗi không kết nối được thì chúng ta sử dụng những phần mềm khác ha. Rồi phần mềm thứ hai mình hướng dẫn mọi người đó là phần mềm Ultra Viewer ha. Rồi mình vào Google tiếp đi, download phần mềm này về gọi là Ultra Viewer. Ultra Viewer. Rồi mình vào trang web của phần mềm ha, mình tải về ha, bấm nút download. Rồi save. Thì phần mềm này cũng tương tự như phần mềm TeamViewer thôi. Rồi đây chúng ta sau khi chúng ta download xong rồi chúng ta tiến hành cài đặt ha. Rồi chúng ta chúng chọn Z. Đường dẫn mặc định net net Python ha. Rồi xong hỏi chúng ta có chạy luôn không, chúng ta chọn finish luôn ha, chạy luôn đó. Đây tương cũng tương tự với lại Team Viewer ha, nó là Ultra Viewer.
mình cũng gửi cái ID với lại cái mật khẩu cho người ta ha. Rồi. Chúng ta không cho muốn kết nối nữa thì chúng ta bấm close ha. Rồi đồng ý là phía bên người hỗ trợ chúng ta họ sẽ không kết nối gì được máy chúng ta ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người phần mềm tiếp theo. Cũng tính năng tương tự. Đó là phần mềm Anydesk ha. Rồi chúng ta cũng vào Google gõ gõ rồi đâu về ha. Anydesk. Rồi, chúng ta vào trang Anydesk ha. Chúng ta chọn download, free download ha. Cho người sử dụng cá nhân, còn cái này là mua là cho doanh nghiệp nha. Rồi, chúng ta chọn download free. Rồi, chúng ta cũng sao về. Đây cũng cài đặt tương tự như hai phần mềm kia ha. Rồi, chạy lên. Rồi, khi chúng ta chạy lên á thì chúng ta sẽ có được cái này tạm gọi là ID nha. Rồi thì chúng ta gửi cái ID này cho bên phía người hỗ trợ chúng ta đó thì họ sẽ kết nối vô ha. Ở đây chúng ta cũng có thể đặt password nè. Đó. Chúng ta có thể đặt password ha. Đó, chúng ta có thể đặt password ha. Rồi. Rồi khi đó là cái người hỗ trợ chúng ta sẽ bắt buộc phải nhập password nha mọi người. Thì cái phần mềm này thì nó có hai chức năng ha, hai tính năng chứ. Một là chúng ta chỉ chạy lên thôi, là chúng ta sử dụng một lần rồi thôi. Còn chức năng thứ hai là tính năng thứ hai là chúng ta có thể cài đặt vô máy chúng ta luôn. Ha, chọn install Anydesk. Đó, đường dẫn ha. Ta bấm accept luôn, install. Rồi, Z tương tự như TeamViewer và UltraViewer thôi. Đó. Chúng ta cài vô thì nó sẽ nằm biểu tượng đây ha. Nè, anh đi đét. Đây, chào mừng chúng ta ha. Đây một số tính năng ha, nó rất là nhiều tính năng. Đây trở lại cửa sổ New Connection. Đó. Rồi, tóm lại là mình đã hướng dẫn với mọi người ba phần mềm ha, dùng để hỗ trợ từ xa hay là remote support đó. Thứ nhất là TeamViewer nè, IntraViewer, thứ ba là Anydesk ha mọi người. Thì đó, khi chúng ta có sự cố về máy tính đó, hay là chúng ta không biết cái gì đó về Word, Excel hay là bất cứ vấn đề gì á, thì chúng ta sẽ chạy những phần mềm này lên rồi gửi cho có thể là người thân chúng ta, bạn bè chúng ta, họ sẽ kết nối vào máy tính chúng ta, họ sẽ hỗ trợ chúng ta ha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo.